100% là hình ảnh. Và chúng ta phải tìm hiểu là gì ạ? À, vậy thì phim ngôn từ đây chúng ta gồm những cái gì các anh chị nhỉ? Chúng ta học về những cái gì rồi? Tay đúng không? Rồi, dáng điệu, mắt, trang phục, lập rồi. Còn cái gì chưa học không? Rồi, dáng điệu thì chúng ta như nào nhỉ? Dáng điệu thì đứng gì ạ? Thẳng. Ờ, tự nhiên đứng thẳng rồi. 50-50, thấy chưa? Ờ, rộng bằng vai, chứ không rộng quá như này. Thấy chưa? Và hai nữa là dáng đứng gì ạ? Chủ động, thấy chưa? Chủ động, dồn trọng tâm phía trước. Và chân đằng sau thì chúng ta để 1/3 bên trái, thấy chưa? Và trọng tâm dồn phía trước, để như này. Chứ không phải là chúng ta sẽ dồn trọng tâm về sau và chân để như này. Đây là cũng bị động, cái di chuyển chúng ta phải di chuyển cái nhiều ạ? Hay nhỉ? Ok không ạ? Rồi, trang phục thì sao? À, trang phục thì chúng ta sẽ là gì ạ? À, thắt cà vạt, nếu có vest thì ok. Vest thì vest thì phải đi theo quần nhé, chứ không phải là vest đen thì là quần trắng. Đấy là thời trang thôi, nhưng nó không sang. Khi chúng ta đứng thuyết trình ấy, thì là chúng ta phải mặc sang chính tả một vật. Cho nên là cái việc ở đây chúng ta mặc sang trọng rất là quan trọng. Màu tất thì phải đi màu giày. Và à, màu tất thì đi màu quần. À, màu giày thì đi gì ạ? Cùng với màu thắt lưng. Được chưa? Nào. Tiếp theo là giọng nói, thì ở đây có các ngữ điệu đúng không nhỉ? To nhỏ, im lặng. Đấy chưa? Ok. Mặt đúng không ạ? Mặt thì hôm qua hôm trước tập chửi anh có ở đây nhỉ? Không. Đáng lẽ phải có anh chửi mới thích. Hôm đấy là lại chửi kinh ạ, ghét thầy. Tay cũng đúng không ạ? Động chạm, chuyển động và mắt. Ok. Chúng ta phải nắm được tất cả này. Tất cả cái này chúng ta đều nó đều rất quan trọng, nhưng các anh chị đều lưu ý, nhưng chúng ta phải tập rất kỹ về tay, thấy chưa? Dáng thì ở đây thì cũng không ông nào xấu do nhà sản xuất. Ok. Giọng thì có phí về lưỡi là ok, nhưng phải tập liên tục thôi, không cách nào khác. Ở đây giọng thì các bạn đều ok. Xem là ở đây còn cái bạn nào sửa không. Tay thì cô bé này để nó hơi thấp thấp một tí, cứ thích sửa lên trên. Ok. Quen đúng không? Nhưng mà nhìn nó không được đẹp lắm đâu. Nếu mà em để ngang bụng. Và đôi khi ấy, tay của em nó hơi mềm mại một chút. Không phải tay dài. À, lưng dài. À, thế ở đây là không sao, nhưng mà cái quan trọng ấy đó là lúc em đưa ra thì ok, nhưng mà lúc đưa vào thì tức là em tạo ra cái sức mềm mỏng một tí. Được chưa? Nó nhẹ nhàng một chút. Khá.